Chỉ trong vòng 20 phút, phóng viên tác nghiệp tại chốt kiểm soát của tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh và đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên, khá nhiều trường hợp bị phát hiện và xử lý do vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Tối hôm qua là cũng có uống cũng khá là sai, bởi vì thực chất mà nói là nếu như mà tất cả mọi ngày thì là gần như là đi ra đường cũng không uống rượu. Đấy, nếu mà có phải bắt buộc phải uống rượu thì là phải thuê ô tô, không bao giờ đi xe máy. Nội dung kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông thường xuyên được lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện một cách quyết liệt và nghiêm túc. Từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8, lực lượng chức năng đã tổ chức 266 ca tuần tra, kiểm soát và phát hiện 453 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đây là những biện pháp góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thái Nguyên thì xác định cái nhiệm vụ mà tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn ấy là một cái nhiệm vụ mà thường xuyên, liên tục và không có cái vùng cấm, không có ngoại lệ. Và với cái tinh thần đó thì lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông luôn luôn là huy động tối đa lực lượng vào các cái khung giờ cao điểm buổi trưa, buổi tối, hàng ngày, hàng tuần. Và các ông chí là không có ngày nào là không có các cái tổ để tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với chuyên đề nồng độ cồn, với cái mục tiêu cao nhất là tạo thành một cái ý thức cho người tham gia giao thông đã sử dụng rượu bia thì không lái xe, để an toàn cho chính những người điều khiển và những người tham gia giao thông. Song song với tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần tự giác chấp hành luật an toàn giao thông vì sự an toàn của bản thân và những người xung quanh khi tham gia giao thông.